Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Em Hiền lại vừa về thêm được tầm khoảng một chục bộ micro alpha các bác này. BOB, một thương hiệu đến từ Đức. Đấy, với dòng micro này thì tất cả các bác chúng ta biết rồi, nó chính là Beyer Pandemic 890 các bác nhá. Tay chân thì em Hiền có hai loại, một loại là tay titan các bác này, tay titan luôn, có chống lăn chống sốc xịn sò luôn các bác ạ. Đấy, một loại nó là dòng tay hợp kim nhôm màu xám đen. Các bác ai thích điềm đạm này, ai thích đơn giản này, các bác lấy cho em Hiền những bộ như thế này, giá sẽ tốt hơn. Còn đối với lại những cái bộ đấy, màu mè, đấy, đẹp, đấy, sang trọng, sặc sỡ, đấy, cái này của nó thì nó là tay mạ titan các bác nha. 7 màu CNC chống mồ hôi, chống trơn. Thì các bác lấy cho em Hiền bộ này, giá thì cam kết cho tất cả các bác là sẽ rẻ được tầm khoảng từ 3 cho đến 500 so với lại cái giá mà các bác đang mua ở bên ngoài thị trường các bác nhá. Tuy nhiên thì dòng này nó được mệnh danh là một trong những dòng micro nịnh tiếng nhất hiện nay. Đấy, gia tốc, tự ngắt, cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc đầy đủ. Và pin của nó thì ăn như người luôn các bác. Đối với dòng này thì các bác có thể áp dụng đi làm các chương trình sự kiện tiệc cưới, đám hiếu, đám hỷ, những sự kiện nhỏ vừa được. Còn sự kiện lớn thì em khuyên tất cả các bác chúng ta không nên sử dụng Beyer. Bởi vì Beyer nó là một trong những phân khúc chuyên về phòng hát. Đấy, sóng của nó thì có thể ổn định cho các bác tầm khoảng 3 cho đến 40 mét quay đầu. Anh em ai lấy bộ micro này thì cho các bác xem qua để tất cả các bác chúng ta cảm nhận. Đấy, mặt mũi của nó thì cực kỳ là đẹp luôn các bác. Thiết kế của nó là có một cái hình vát chéo sang bên trái này. Và ở góc bên trái nó có một cái chữ alpha này, U990 BOB Audio. Đấy, các bác ai biết về loa BOB, về đẩy BOB, về vang BOB thì các bác biết rồi, nó rất là đắt tiền. Đấy, BOB Audio nó là một thương hiệu của Đức. Và dòng này nó được đặt hàng tại nhà máy của Beyer Vedamic, một trong những thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Đấy, và với một cái công nghệ, một cái tiêu chuẩn của Alpha thì bao giờ cũng rất là cao cấp. Anh em ai lấy bộ micro này, đấy, bao cho tất cả các bác là tiếng hay nhẹ này, những người hát yếu thiếu hơi hát không bao giờ cảm giác bị mệt, chúng ta hát nó không bị hụt hơi. Đấy, tiếng tăm của nó rất là hay. Và với dòng này thì tất cả các bác chúng ta cảm thấy nó quá quen thuộc so với lại cái mức bình thường rồi, đúng không? Đây là ruột gan của nó đây các bác ơi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đúng ruột của 890 chưa? Riêng dòng này em cam kết cho tất cả các bác này, đây không phải hàng xịn, hàng chính hãng. Em đền tiền một gấp 10 lần. Các bác nhận hàng, được kiểm tra hàng, được test hàng, sau đó các bác thanh toán tiền cho em, được không? Đó, và với mức giá cực kỳ là tuyệt vời. Và tất cả những cái vỉ mạch này, đấy, một vỉ mạch được sản xuất ra khi kiểm tra xong đều có một cái chữ ký của kỹ sư. Đấy, LM66 này, đây là ký danh của một kỹ sư người ta kiểm tra cái men vỉ này các bác nhá. Đấy, đều được kiểm tra và test rất là cẩn thận. Đối với thương hiệu Alpha thì cực kỳ là đẹp. Phía sau có Canon, có hệ thống com, đấy, có anten hai bên. Và con này thì các bác biết rồi, quắc cam, đấy, ruột gan quá đẹp luôn. Đấy là mặt của Alpha này các bác nhá. Các bác nhìn thấy chuẩn chưa? Đúng mặt Alpha không? Đẹp, màu xám ghi quá là dễ dàng. Để cho tất cả các bác chúng ta phối ghép. Và một phần vô cùng quan trọng đấy, là test tiếng để các bác cảm nhận thấy tiếng của nó có hay hay không. Các bác ạ, tiếng của nó có hay hay không và gia tốc tự ngắt của nó hoạt động như thế nào. Đấy, các bác nhìn thấy không? Quá ok, chống hú, chống rít, hỗ trợ chống hú, chống rít của nó cực kỳ tốt. Đấy, anh em ai lấy cả con vang GTS thì các bác lấy luôn này. Em đang ghép qua một con vang GTS các bác nhá. 6712. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng rất là chi tiết. Tiếng của nó rất là êm mềm, đấy, dễ chịu, dễ hát. 6712345678910. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, đủ 3 giải luôn. Gia tốc có nhá. Đây các bác nhìn gia tốc này. Tự ngắt có nhá. Cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc có luôn. Và với bộ micro này chắc chắn một điều, tất cả các bác chúng ta ai cũng có thể dùng được. Một trong những thương hiệu quá phổ biến ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Đấy, rất ít hú rít, pin ăn như người. Đối với bộ micro Alpha tay Titan này, em để cho các bác với giá chỉ có 2.100.000 đồng thôi. Đã rẻ được cho các bác là thấp nhất từ 300 cho đến 500.000 so với giá thị trường 2.1 triệu. Đấy,
Bộ này thì em để cho các bác với giá chỉ có 1.900.000 đồng. Anh em ai chốt bộ này cũng được, ai chốt bộ này cũng được. Tiếng tăm bao hay bao phê luôn. 2.100.000 đồng một bộ micro alpha. Các bác ai chốt đơn. Đấy, em đã giảm hẳn cho các bác là tầm khoảng 500.000 đồng trên một bộ rồi các bác nhá. Anh em ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại. Hai số điện thoại này đây các bác. Đấy, em xin phép cái biển này là nó hơi xấu một chút. Đấy, số điện thoại đây. Số điện thoại đây. Anh em ai chốt đơn liên hệ trực tiếp nhá. Cho em Hiền xin mật like, một đăng ký kênh để chúng ta lại theo dõi những video tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.